lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh và tử vong trong đại dịch COVID-19 sẽ diễn ra. Lễ tưởng niệm do Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội và các địa phương trên cả nước tổ chức. Ngoài nghi thức thắp nến, dâng hương, thả đèn hoa đăng, các cơ sở tôn giáo sẽ rung chuông trong thời điểm diễn ra lễ tưởng niệm. Tại Hà Nội thì người dân được vận động tắt đèn điện, hơn 5.000 chùa nhà thờ đã sẵn sàng cho hoạt động vô cùng ý nghĩa này. Ghi nhận của nhà phóng viên thời sự chúng tôi ngay trong tối ngày hôm qua. Máy quay, hệ thống tín hiệu để kết nối với các nhà thờ, điểm nhóm sinh hoạt trong cả nước và cả nước ngoài. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại miền Bắc đang chuẩn bị các nội dung cho lễ cầu siêu. Chúng tôi thực sự cũng chỉ biết là chia sẻ với đất nước, với bà con, với dân tộc và bằng cái sự cầu nguyện của chúng tôi. Để rồi cũng ước ao từ tấm lòng, từ tình yêu để chia sẻ, đem đến cái sự an ủi phần nào để cho những người mất mát với người thân cũng như là những người đang chống dịch ở tuyến đầu. Các Phật tử ở chùa Trấn Quốc cũng đã có mặt từ sớm để chuẩn bị cho lễ tưởng niệm. Từ hoa, trái cây, hương, đèn đến những bông đèn hoa đăng cũng đã sẵn sàng. Nhiều người có người thân mất vì COVID-19 cũng có mặt tại đây. Không những là chỉ có một cả trong gia đình mình mà mình thấy là toàn xã hội và tất cả mọi người cùng có sự đồng cảm và cùng chia sẻ cái nỗi mất mát này. Biết thương nhau, biết chia sẻ cái khó khăn cho mọi người, cho nhau. Không bây giờ nhiều bao nhiêu chứ, trẻ mồ côi, bao nhiêu đứa mất cha, mất mẹ rất là khổ, rất thương. Bé trong vừa đọt lời đã mất mẹ, mất cha rồi. Trẻ mồ côi rất là khổ, rất thương xót. Trước những mất mát đau thương của các gia đình, người thân, lễ tưởng niệm sẽ lan tỏa tình nhân ái cộng đồng, tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia phòng chống dịch COVID-19. Chia sẻ, an ủi, cũng như cầu nguyện cho quốc thái, dân an, nhân dân được ấm no, dịch bệnh được đẩy lùi, làm sao xã hội trở lại trạng thái bình thường. Vào tối nay, tiếng chuông tưởng niệm sẽ đồng loạt được vang lên. Mỗi người dân có thể tắt đèn, thắp nến. Trong thời gian tưởng niệm, Hà Nội dừng tất cả các hoạt động văn nghệ, vui chơi, giải trí. Chương trình tối nay sẽ có hai điểm cầu tại khuôn viên ngoài trời Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và điểm cầu thứ hai là Công viên Thống nhất Thủ đô Hà Nội. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Lễ tưởng niệm cũng đồng thời được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước. Đây là dịp để mọi người trong chúng ta cùng lắng lòng xoa dịu những nỗi đau mất mát và cũng là lúc để chúng ta cùng nhìn lại những ngày đau thương của dịch bệnh để biết trân trọng cuộc sống an lành hiện tại và sống có ích hơn trong tương lai.